Chỉ mất 14 năm để từ chàng trai nghèo thành người giàu nhất mọi thời đại, khi khó khăn hãy nhớ đến ngày ba nguyên tắc này để lật ngược ván bài cuộc đời. Từng bị người khác coi thường vì nghèo khó, thậm chí khi kinh doanh ông cũng đối mặt với phá sản. Song từng bước giải quyết mọi nghịch cảnh theo ba nguyên tắc dưới đây, ông vẫn trở thành người đàn ông giàu có nhất mọi thời đại. Nhiều khi bạn thường thắc mắc bản thân làm việc chăm chỉ nhưng tại sao vẫn có cuộc sống nghèo khó. Thực tế, lý do không phải là bạn không biết cách kiếm tiền cũng không phải không có đủ kỹ năng. Điều quan trọng là bạn thiếu trí tuệ để thoát ra khỏi nghịch cảnh. Vậy làm thế nào để có thể thoát ra khỏi nghịch cảnh? Fell là tỷ phú đầu tiên trên thế giới. Ông chỉ mất 14 năm để biến mình từ một chàng trai nghèo thành người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, thành công này không phải đạt được trong một sớm một chiều, ông đã phải nỗ lực từng chút một trước khó khăn trong cuộc đời mình. Rockefeller gần như luôn trong nghịch cảnh từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành. Lớn lên trong gia đình nghèo khó, ông đã bị nhiều người coi thường. Khi mới bắt đầu kinh doanh, Rockefeller cũng gặp không ít khó khăn, thậm chí từng phải đối mặt với phá sản. Dẫu vậy, mọi nghịch cảnh trong đời đều được ông giải quyết. Mỗi lần đứng dậy sau vấp ngã, Rockefeller đều trở nên mạnh mẽ và giàu có hơn trước. Bí quyết để ông lật ngược ván bài cuộc đời ở đây là gì? Trong 38 bức thư gửi con trai của mình, ông đã tiết lộ bí quyết phản công của mình gồm 3 nguyên tắc. Một khi đã giác ngộ thì muôn vạn khó khăn đều có thể hóa giải, thành tựu trong đời cũng dễ dàng đạt được. Nếu cũng đang rơi vào tình thế khó khăn và tìm cách để giải thoát thì nguyên tắc phản công của người đàn ông giàu nhất mọi thời đại được cho là hữu ích đối với bạn. Một, hãy là một người thực sự thông minh. Đối với nhiều người, thông minh là người có học vấn cao, kiến thức phong phú. Tuy nhiên, đối với Rockefeller chỉ có hai kiểu người thông minh nhất, những người biết sử dụng trí thông minh của chính mình và người sử dụng được trí thông minh của người khác. Trên thực tế, nhiều người không thể phát huy hết trí tuệ của bản thân. Họ có những định kiến và hình thành tâm lý bảo thủ mạnh mẽ câu cửa miệng của anh ta là tôi hiểu rồi ngay cả khi không hiểu gì cả lòng tự trọng quá lớn họ cảm thấy khó khăn khi nói bản thân không hiểu giả vờ hiểu biết và thông minh những người như vậy thường không sử dụng hết trí thông minh của mình thực tế người biết sử dụng trí thông minh của mình có thể tự soi xét ưu khuyết điểm của bản thân rộng lượng thừa nhận và đề cao nếu có thể tự làm như vậy khả năng của bạn tăng lên gấp bội khi sức mình không đủ người thông minh là người biết tận dụng trí thông minh của người khác muốn dùng được sức người thì phải học cách lấy lòng người muốn nắm lấy lòng người bạn phải hiểu hai điều thứ nhất không ai thích bị coi thường nếu bạn đánh giá thấp ai đó anh ta nhất định sẽ không cho bạn mượn sức thứ hai mọi người đều thích được ngưỡng mộ và khen ngợi tuy nhiên không ai muốn nhận được sự khen ngợi giả dối nếu muốn được ai đó giúp đỡ trước tiên bạn phải phát hiện ra điều đáng khen ngợi của đối phương dành lời khen một cách chân thành làm tốt hai điều này người khác thường sẵn sàng cho bạn mượn điểm mạnh của họ Tận dụng bản thân để phát huy hết khả năng của mình và biết cách mượn sức mạnh của người khác, bạn chắc chắn không khó để lật ngược ván bài cuộc đời. Hai, Miễn phí là một cái bẫy khủng khiếp. Nguyên tắc này là một trong những bí quyết quan trọng giúp gia tộc dốc cơ pheo lờ giàu có đến 6 đời. Sinh thời, ông từng đau đầu về việc làm thế nào để duy trì địa vị của gia đình. Ông đã viết trong nhật ký của mình, lịch sử vinh quang và thành công của gia đình ở hiện tại không thể đảm bảo con cháu sẽ có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Tự do là một cái bẫy khủng khiếp vậy tại sao ông lại cho rằng miễn phí là điều tồi tệ đến như vậy sự giúp đỡ miễn phí của người khác chỉ có thể diễn ra trong một giai đoạn chứ không thể đi cùng bạn suốt cả cuộc đời sớm muộn gì bạn cũng phải thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân nếu đã hình thành thói quen nhận sự giúp đỡ khả năng giải quyết công việc của bạn sẽ bị giảm khi người khác ngừng giúp đỡ bạn là người đầu tiên gặp khó khăn với trường hợp một số người giúp bạn nhưng anh ấy không yêu cầu nhận lại ân huệ song thực tế bạn đã nợ anh ấy một ân tình sau này khi đối phương nhờ bạn giúp một việc gì đó dù khó khăn đến đâu bạn cũng thường rất khó từ chối ngoài ra những món đồ miễn phí có thể là chiêu bài của kẻ lừa đảo chúng mang lại cho bạn một khoản lợi nhuận nhỏ để lấy lòng khiến bạn mất cảnh giác nhằm tham gia vào các trò chơi và thực hiện hành vi lừa đảo chấp nhận đề nghị miễn phí của họ tương đương với việc bạn đánh mất quả dưa hấu nhưng chỉ nhặt được hạt vừng có thể thấy rằng miễn phí trong cả ba trường hợp trên đều không làm cho tình hình của bạn tốt hơn thậm chí làm mọi thứ tồi tệ hơn Do đó, không bao giờ Rockefeller để các con của mình nhận được tiền tiêu vặt miễn phí. Tất cả số tiền các con có được đều là thù lao sau khi đã làm công việc nhà. Mục đích của việc này là để ngăn chặn các thế, thế hệ tương lai hình thành suy nghĩ mọi thứ nhận được đều là miễn phí. Bởi vậy khi một ngày miếng bánh nào đó đột nhiên rơi xuống trước mặt, bạn phải bình tĩnh, phân tích ký ý nghĩa đằng sau chiếc bánh. 3. Thói quen quyết định thành bại. Rockefeller cho rằng người nghèo không thể đổi đời vì họ luôn giữ thói quen nghèo và không chịu thay đổi thực tế nhiều người không phải kém cỏi và không thể kiếm tiền nhưng họ lại không chịu thay đổi dù không hài lòng với tình hình hiện tại đến đâu xong anh ta cũng không dám tiến lên một bước vì thế những gì họ nhận lại được là một sự nghiệp chẳng có gì nếu gặp rắc rối trong thời gian dài chắc chắn bạn đang gặp vấn đề ở một khía cạnh nào đó có thể là môi trường xung quanh các mối quan hệ hoặc chính bạn nếu muốn những vấn đề này được khắc phục và có một cuộc đời sang trang bạn buộc phải tự mình giải quyết Tuy nhiên, đa số chúng ta đều quen chờ đợi người khác thúc đẩy mình tiến lên. Thực tế chúng ta cần biết rằng không ai thúc đẩy bạn mà không nhận được lợi ích gì. Vì thế, nếu muốn thoát khỏi tình trạng khó khăn, bạn càng phải chủ động thay vì chờ người khác thúc ép mình. Đặc biệt trong công việc là lĩnh vực kinh doanh, nếu lười biếng và rút lui và chờ người khác đến thúc đẩy, bạn đang nhường cơ hội cho người khác. Người thông minh là người biết biến nghịch cảnh thành cơ hội. Khi gặp nghịch cảnh, bạn cần vận dụng ba nguyên tắc của Rockefeller để điều chỉnh bản thân.